Anh nha, chào mừng các bạn quay trở lại với Đi Đường Làm Rẫy nha. Ngày hôm nay mùa mưa, gà nhà tôi mới đẻ mà chết hết rồi. Tôi đang nghĩ là có rắn gì nó ăn ở đây rồi. Trong bên mấy cái đám cỏ bình này rất dễ có rắn lắm nè. Cái bầy gà của mình nó mới nở ở đâu rồi mà sáng giờ phải không thấy nha. Mấy đám xà bần nó chắc chịu nó ra lắm anh ạ. Mùa đâu. Mấy đám xà bần này. Chắc chịu nó ra. Hôm nay còn có không? Không có. Đây, có luôn. Cái này cái hầm. Hầm hả? Ừ. Hầm nước hả? Cái hầm ừ, hầm nước để xả nước không à. Lâu chưa? Lâu rồi. Mấy năm rồi. Cái hầm gì vậy? Hầm có khe, ai biết cái hầm có khe nè. Ừ. Hả? Thì hầm mình đậy nhà đậy lên thôi để cho nó thông hơi ra thôi mà. Cái này cái hầm cái khe cho rắn rít nó dễ vô lắm á nha. Ừ. Cho từ đó. Cái hầm này dơ không biết nó sạch dơ không đã. Đeo bao tay lại đó không biết không. Hầm này nó sạch hay dơ nữa. Giờ này mới vừa đi lên thành phố xin được cái bao tay đàng hoàng. Xưa giờ toàn xe bọc bao tay ni lông không à. Cái hầm này là làm lâu chưa? Lâu rồi, 2 năm. 2 năm rồi hả? Ừ. Không biết chưa đây nó có rớt bát cái hầm nước thải sinh hoạt hả? Ừ. Ôi lâu quá đi mở nắp cống hả trời. Thế còn có gì đó không? Để xíu rồi, mở ra xem có gì đây. Ây da, sao nó nặng vậy bây? Ừ. Ồ, thế có gì đâu. Có gì đâu. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi cái gì? Trời. Con rắn. Đây. Rắn. Ồ. Con ơi, ôi con đang dạ, hai con đang cắn nhau. Nó bò lên em canh này từ. Nó dữ lắm, nó phản bán này. Trời ơi, nhìn cái cổ, nhìn nó dẹp người ghê chưa. Rồi. Hai con đắng nó bị rớt xuống cái hầm. Làm sao bắt được đây nè. Làm sao mà bắt lên đây nè. Nó không để em thiết kế một cái dây thòng lọng ha. Đúng rồi. Từ, để canh nó, cứ con nào lên mà anh đập đầu nó xuống. Rồi, nó khè cái miệng, kìa. Ôi. Ui, nó khè, nó đang nhìn. Ồ. Thôi không ngờ, ở dưới này có hai con nữa. Ồ, cái đường cống. Ồ, ra có hai con rắn đang bị mắc kẹt. Làm sao mà lấy được nó ra đây nè. Ôi. Ôi, một con đang đổ lên, 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 một con đang đổ lên
giờ để đừng có thôi em xin để không lẽ giờ em lấy cái dây thòng lỏng á. Ừ. Đang lại nó đây. Đang con người lên đang ngồi lên. Anh lại đứng này canh nha. Đừng con nào lên á, hai con đừng để hai con này cãi nha. Mình làm dây thòng lỏng cái mà. Em làm dây thòng lỏng. Ủa đây. Đây mới smớt một dây thòng lỏng đây. Tôi xỏ cái dây em lỏng qua đây nè, bắt lại cho dễ ha. Ừ. Sẽ nó vô nổi không? Ta cầm cái thay trước. Đó, vậy ý là vậy hả? Ừ. Ui, từ từ, cái nó bò lên. Để xuống. Bò lên, con nào bò lên, từ từ, để xuống. Từ từ. Một từ từ. Một thanh niên quất khích. Từ từ. Con này đi. Cái con rắn kia đang đứng lên kìa. Không sao, con rắn kia nó từ từ nó khô lắm. Không vô được. Để nó xuống. Con này giữ. Con này vô. Cái đầu bự xí. Theo khách. Rồi, một con. Hay quá, câu vừa thôi. Lấy giùm em cái ba. Cái con kia đang ngóc lên, đặt nó xuống. Xuống đi. Rồi. Để đâu xuống. Rồi hay quá, cái bẫy mình hay quá. Đó. Ui. Đừng có quá khích, đừng có quấn bậy vô người anh. Không thích. Ôi, cô. Một thanh niên cũng sợ rắn lắm sao mà vậy kìa. Đây còn một con, đây còn có cái gì. Rồi, bắt con to ra. Con này hơi không giữ nè. Con này to á, trụ rắn to ghê thôi. Ôi, nó dài. Từ từ, chậm một nhịp rồi. Từ từ. Dốc lại, chậm một nhịp rồi. Rồi, cứ mỗi lần cày xuống rồi. Không giữ quá. Chậm một nhịp rồi. Chưa đi. Được rồi. Kéo, chọt vô cái đầu luôn. Ây da. Ô. Nó dậy rất là mạnh, nó dậy rất là mạnh. Từ từ, cứ. Chụp đâu. Cái dây bị xíu rồi, cái dây xích chặt cái đầu đó rồi. Nhẹ nhàng.
Ây da. Ây da, rồi lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lên rồi, lên rồi. Ây da, hai con. Hai pha bẫy thành công. Hai con rắn ở dưới hầm, hầm cống. Thôi vô ha. Cái gì con này phóng ra bây giờ. Thì sợ lắm hả? Sợ gì? Ôi ui. Rồi. Hay quá. Hai con rắn. Kinh thật. Kinh. Thôi rồi. Ồ, hai con kinh thật. Nè nè. Cô ta. Cho bạn xem hai con rắn nè. Mà cho nó phi lên á, hai con rắn này cũng to á. Đâu rồi? Ôi, nằm đây, nằm cái đầu ngay đây chứ. Hết hồn. Ôi, cột lại đi. Thôi rồi, mình có lại rồi. Nãy giờ anh em mình là các bạn thấy rồi gì nữa. Ôi. Mấy bạn nào mà bắt rắn mà thấy một con rắn dưới hầm dưới hố mà không dám thò tay xuống á, cứ làm cứ như tôi là các bạn sẽ bắt được con rắn đó. Chỉ cần các bạn kẹp được cái đầu nó và là các bạn đã thành công rồi các bạn. Đây. Nên để nắm hầm lại cho người ta đi, không là tí nữa mà để rớt xuống đó nữa. Này bên đây, nữa, xoay bên đây, đúng rồi. Rồi. Thành công biết hả? Rồi, hai con rắn này là đủ một buổi chiều rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Tôi là Y Rừng Mẹ, đừng quên đăng ký để bật chuông cập nhật video mới nha. Làm video sau, bye.